Giả 35k chưa bán đây. 37. Em có giả đến 37 không? À gì à? 37k. À? Đấy, hàng mã nó sáng. Cái này nó mà lên nữa thì nó rực hơn nữa em này. Đấy, thêm một chút mã nữa thì nó đỉnh của chóp luôn vì quả nó rất là đều luôn. 37k nhé. Chốt giá buổi sáng này. Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Buổi sáng ngày 20 tháng 5 2024 các bạn ạ. Những hôm mấy hôm vừa rồi thì bà con anh chị em cũng đã rất là nóng lòng chờ đợi xem tình hình vải vóc thế nào, bởi vì đây là cái vụ mùa rất là đặc trưng, đặc thù của quê mình luôn. Buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn nhìn thấy đấy, các anh chị 6-7 người quay quanh một cái lồ vải buổi sáng tinh mơ luôn nhé. Vải thì chưa có nhiều đâu, gọi là mới ra thôi. Trên này là 10 người này, dưới này còn mấy xe nữa, và còn khoảng hơn chục người ở phía dưới đang chờ các bạn ạ. Đấy, vậy thì các bạn đều biết là cái sức nóng của vải rồi, đó là rất nhiều người sẽ chờ mua, đấy, vậy thì giá cả ngày hôm nay như thế nào? Đấy, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi và xem là mức độ ra sao nhé. Còn những cái sọt đầu tiên buổi sáng này thì các anh chị đang giá 30k đó, thì đặc biệt là những cái này 35 chưa bán đi à? À thì à, 35 nhưng vẫn chưa bán đấy. Đó. Thế thì trong mấy hôm trước ấy thì giá vải nó xuống khoảng hôm đầu tiên thì 50, ngày sau đó 50-60 nhỉ. Những cái hôm đầu 50-60 nghìn một cân, sau đó là sẽ xuống 25-30, 35 ngày hôm qua cũng nhỉ, và hôm kia cũng xuống một chút. Vậy thì lý do tại sao mà nó vải lại nó tự nhiên nó đang cao nó lại xuống giá như vậy cũng nhỉ, thì mình cũng có một chút cái nhận định ở trong cái video này, cũng như là tình hình giá vải nhé. Thì các bạn cũng chờ đợi và theo dõi trong video. Khi xem video các bạn thấy thú vị, bổ ích, ý nghĩa thì cũng không quên để lại một lượt like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ vào cái nội dung video trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Xin mời các bạn. Đoán rất xa rồi. Đấy, hôm nay buổi sáng ngày hôm nay thì lượng người mua ở đây mình nhìn chắc phải tầm 10-20 người mua. Rồi thì xe bo, xe đó, đóng nữa, cửa đóng nữa. Thì vào cái câu hỏi đầu tiên là tại sao mà vải mấy hôm trước lại tự nhiên nó đang cao lại rẻ xuống thế như vậy nhỉ? Thì theo mình thì mấy hôm vừa rồi nhé, thực ra là cái vải u hồng ấy thì nó cũng chưa chín rực đâu, chưa chín rực hẳn nên là nhiều quả nó còn chua. Thành ra cái thị trường Trung Quốc nó thích loại độ ngọt cơ, nhưng mang lên Trung Quốc thì đương nhiên là chất lượng nó chưa được nên là tự nhiên nó sụt xuống đúng không nhỉ, chất lượng rồi thì sâu đầu đúng không nhỉ. Đấy, thành ra là vải tự nhiên nó ắng ở trên đầu ra, và đương nhiên là đầu dưới mua nó sẽ giảm đi đó. Thì đương nhiên là một vài hôm nữa thì vải sẽ chín hơn, bà con anh chị em cũng để chín hơn, chất lượng nó tăng lên, lượng đường nó vào nhiều thì nó sẽ ngọt hơn nhé. Thì đương nhiên rồi, giá cả nó sẽ ổn định và nó sẽ tăng lên đấy. Và lượng người mua đây, các bạn nhìn thấy không, đấy, đi chợ mua đừng chở rất là đông đấy, những con xe bo đây, 2-3 con đây đó. Đấy, thì đương nhiên là do tất cả là do chất lượng quả vải nó chưa chín thật sự các bạn nhé, cái giá vải mấy hôm vừa rồi. Còn hai nữa là do cái việc mà bà con bán xanh là do tâm lý nữa các bạn ạ, do tâm lý. Đấy, còn bán được là cứ vắt, cứ đẩy, cứ chảy thôi, người mua thì cứ mua để có hàng, thành ra là cái chất lượng sản phẩm nó giảm đi rất là nhiều, chất lượng quả vải nó kém đi, thành ra là đương nhiên là bên những cái khách đầu ra nó sẽ nói chung chê và kém, và chờ một vài hôm nữa nó chín và còn bà con bán nhiều thì sẽ ok thôi, giá mình nghĩ là nó sẽ lập đỉnh các bạn nhé. Rồi, đấy là cái lý do đầu tiên đấy, như vậy. Còn cụ thể giá cả ngày hôm nay như nào thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm một chút nhé. Một người bán thì rất nhiều người hỏi mua luôn này, rất nhiều người tìm đến gọi là ghi phiếu đấy, các bạn nhìn thấy tung tăng chưa, dọc đường này luôn toàn là người đứng ra đường là mua vải hết đấy các bạn ạ. Đó, mùa này cứ đứng ra đường là mua vải thôi, xe đỗ rìa đường là mua vải nhé. Quả mã thì đỏ đỏ rồi nhưng quả nó hơi nhỏ. Đó. Quả nó chưa to, quả nó không to, chưa to được thì đã cây nhem chảy rồi. Cứ một người bán thì rất nhiều người quay đây. Đó. Đây là những sọt đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay nên là rất nhiều người mua và rất nhiều địa điểm dọc cái đường này. Anh chị em tăng bo và mua rất là nhiều nên là
cái giá cả thì mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ cao hơn và nó sẽ tốt hơn so với cả những ngày hôm qua hôm kia các bạn ạ. Cột đầu tiên của buổi sáng nhà anh Liên Khương này. Ở dọc đường mình có xếp xe bo, và đây là cửa bo, người ta cũng sẽ đóng luôn tại đây và bo về để đóng tại đây luôn các bạn nhé, đóng tại ngã Ba Lim luôn. $5.000 một cân, rất là ok rồi. 35-38. $35,000 các bạn, 35.000 một cân này, rất là ok nhé. Đấy thì đương nhiên là như ngày hôm nay thì lượng người mua sẽ rất nhiều nên là dễ bán hơn các bạn ạ. Đấy, dễ bán hơn rất là nhiều bởi vì các cửa cân sẽ mở ra nhiều hơn nhé, nên là bà con anh chị em thoải mái đi, thoải mái lựa chọn nơi bán, quan trọng là phù hợp hay không thôi, thích những giá nào thôi. Tất nhiên là đẹp thì giá đẹp và xấu thì sẽ giá sẽ thấp hơn một chút nhé. Cái hàng bên kia là 38.000 một cân các bạn ạ. 38.000, nói chung là đẹp, giá đầu mới cân những sọt đầu tiên là đầu 4 là ok rồi. Nhà em năm nay được nhiều không? Chắc tầm 10 tấn. Được nhiều tấn không? Được 2 tấn chứ mấy. À 2 tấn à? Bán được mấy tấn? À bán được mấy sọt rồi? Mấy chuyến rồi? Em mới bán được 4 sọt. 4 sọt à? Hôm qua hôm kia có bán không? À, hôm qua qua bán được bao nhiêu em? Em bán 35. 35 à? À thế à? Vẫn bán 35k. Ok. Vải thế là ok rồi, là đẹp rồi. Thường ở đây thì các cửa cân ở phía dưới này, ở giữa này, rồi tăng bo này, thành ra là lượng vải chưa kịp ra thì đã 4-5 người gọi là xuống vào rồi, nên là bán rất là nhanh và rất dễ đấy các bạn. Đang chờ anh chị em đang chờ đón vải giữa đường luôn này, xe này cũng xuống để mua đây. Đó. Giả 35k chưa bán đấy. 37. Em có giả đến 37 không? Phiếu. À gì à? 37k. À. Đấy, hàng mã sáng. Mã nó sáng. Cái nó mà lên nữa thì nó rực hơn nữa em này. Đấy, thêm một chút mã nữa thì nó đỉnh của chóp luôn vì quả nó rất là đều luôn. 37k nhé. Chốt giá buổi sáng này. Vì lượng mua người mua rất là đông nên là một số xe lại di chuyển lên phía trên các bạn nhé, dọc đường để mua nhé, còn bo chỗ này có lẽ là không đủ vải mua rồi các bạn ạ. Một người bán là 8 người mua rồi. Giá vải thì đỉnh nhất là đến 38 và một sọt ở kia là 40 rồi. Đó. Còn hiện tại giờ mới là rất là sớm nên vải chưa ra nhé, có lẽ là tầm đông hơn thì. Nhưng bây giờ mình sẽ mời các bạn sẽ di chuyển lên phía trên nhé, dọc đường xem anh chị em mua ở trên cổng làng chay, cổng làng cầu chét cũng như là cổng áp thế nào nhé. Còn này, cái lượng vải ở đây có lẽ là sẽ đông hơn trong khoảng tầm thời gian một chút nữa. Và mình nghĩ là giá nó cũng sẽ rất là ổn đấy các bạn ạ. Vì vải cũng chín hơn này, chất lượng quả nó cũng ok hơn. Còn so với mỗi hôm thì vải nó chín, càng ngày nó càng chín hơn. Và một hôm thì đường nó lên nó cũng khác và chất lượng nó sẽ khác các bạn ạ. Đó, xin mời các bạn, chúng ta sẽ di chuyển lên phía trên nhé. Mình mời các bạn đi dọc cái đường Lim lên ngã ba cầu Chét nhé. Trên cầu Chét có mua này. Còn đây là nhà anh Hải Luyến, anh ấy chưa mua tại đây. Anh mua xong, anh mua tại cửa nhà mình xong mang sang Tân Mộc đóng các bạn nhé. Đấy, hàng đang ở đây là 30k này các bạn. Đó. Vì là ở trên này chưa nhiều vải, khu Tân Mộc, khu Bình Sơn, Lục Nam, mấy khu đấy nhiều vải chín sớm hơn nên là sẽ đóng tại phía bên đó. Đó, anh chủ của đây. À.
vào cái xe ở phía dưới các bạn ạ. Mua thì chờ một lúc không có, người ta lại di chuyển đi để bo dọc đường, mua dọc đường luôn các bạn. 30-35 và dọc đường rất nhiều cái chỗ mua luôn các bạn, rất nhiều chỗ mua luôn, xe mua, xe bo các thứ. Và anh em ở đâu đấy? Phú Nhuận à? Ở trên biển có người mua chưa? Chưa. Mình đi đường du ấy. À đi đường biển ra. À đi đường biển xuống à? Anh ngọt chưa? Đấy, quan trọng nhất là cái độ ngọt các bạn ạ, ngọt và sâu cuống. À, mua chọn từng chú một. Nhà mình có được nhiều không? Gần tấn à? Ở à, nay mua à? 25 anh Trung Quốc trực tiếp giả hàng luôn này. Ừ. 25k. Ở cửa như anh Hải Luyến đây là nổi tiếng là mua hàng đẹp giá cao, nhưng mà đây là khai trương của vụ năm nay thì hiện tại là đang mua, mình xin nhắc lại đang mua nhé. Đây. Đó. Đang mua tại cửa nhà xong mang sang Tân Mộc đóng, bo bên đó mua ở mấy điểm luôn. Ở trên cầu Chép cũng có người mua rồi đúng không anh? Ở ngay đây có. Ngay đây có đúng không? Đấy, khu này cũng có mấy người đang mua đây rồi. Đấy, tỷ lệ mua ngày hôm nay tóm lại là các cửa cân để xe bo rất là nhiều, thành ra là anh em chạy bán thoải mái luôn. Như ở đầu video các bạn thấy là một người bán là 8 người mua rồi. Chốt giá 25k. Mua chưa anh Kim? Mua chưa anh? Đang đi xem à? Ừ, nếu mà được là cũng mua gì? Đó. Được mà là ổn nó cũng mua gì? Ừ. Bây giờ chờ nó chín lên nhỉ? Mấy hôm vừa rồi nó hơi xanh chút. Đấy, hơi xanh một chút này. Đấy, nhìn thấy thôi, nhưng mà ở trên ngoài thì nhìn nó cái độ xanh và độ gai của nó. Đấy, đường nó trên nhiều. Tầm này thì ok rồi. Nó lì gai hơn. Tuy nhiên là quả nó sẽ ngọt hơn. Được trả trên được trả bao tiền rồi anh em? Chưa trả. Đấy, từ đây xuống thì rất là nhiều người mua luôn. Từ đây anh Lim rất nhiều điểm mua, rất nhiều xe bo thoải mái bán em ạ. Rất nhiều hôm nay lượng người cân lên nhiều lắm. Tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Còn trên ngã ba Đồng Cốc hay ngã ba Cầu Chét này các bạn ơi, xe bo anh chị em mua cũng rất là ok rồi đây. À, có mấy cái xe bo đang mua ở trên này luôn. Còn đi từ Đồng Cốc ra các bạn nhé, rất là nhiều vải đam như năm nay thì cũng đương như vậy đấy, anh chị em đang thổ ra rất là nhiều. Đấy, và anh chị em mua đây đã được gọi là lót xe rồi, giá 35k 32k. Đó, giá thì nói chung là cái giá chung hết thôi. Mua đến thời điểm này thì bà con anh chị em là sợ nhất đó là gì đó sâu cuống nhỉ, xanh một chút thì như thế này vẫn là được này. Đấy, nhưng mà xanh quá thì là nó giảm thôi. Đấy, nhưng mà sâu cuống hiện tại giờ vẫn đang là nhiều, nên là bà con anh chị em đặc biệt là người mua nhé, mà lên Trung Quốc là nó bật ra mà sâu cuống là hỏng ăn luôn đấy các bạn. Đó. Đấy, như vậy thì tình hình cái giá hôm nay thì nó ổn định hơn rất là nhiều. Thứ nhất là người cân nhiều hơn các bạn ạ, nhiều người mua nhiều hơn này, một người thổ đi. Đó. Thôi giảm hết giá mà. Ôi chị.
28k. Đó thì ở phía dưới như đầu video những hàng đẹp thì cân đến gần ship 40, nhưng ở phía trên này thì đây, đang 28 cành, 28k một cân, cũng rất là ok rồi. Đấy thì mình nghĩ là giá nó sẽ ổn định hơn so với cả cái thời gian và một vài hôm trước, bởi vì hôm trước nó là do tâm lý thôi. Thứ hai nữa là do cái chất lượng quả vải nó kém ấy, và thứ ba nữa là do một số vải sâu đầu nữa các bạn ạ, sâu cuống ấy. Đấy thì thành ra nó cũng ảnh hưởng chung tới cái giá vải. Đấy còn một vài hôm lại tới nữa mà lượng mua đông như hôm nay ấy nhỉ, thì chắc chắn là giá vải nó sẽ lên rất là ổn định và rất là ok nhé. Thì gọi gửi đến bà con anh chị em muốn mua vải đầu vụ u hồng 2024 trong ngày 20 tháng 5 này. Đấy thì một số nhận định của mình cũng như là cập nhật tình hình giá cả mua bán vải dọc đường nhé. Thì mình cũng xin thông báo là dọc đường rất nhiều người mua, rất nhiều xe mua, xe bo, xe mua. Nhưng người ta sẽ mua xe này, người ta đã chở một cái vụ này này. Đầu vụ này thì người ta không mua một chỗ được mà phải 3-4 chỗ để xong rồi mới về được một cái xe 5-7 tấn được các bạn ạ. Đó, thì cái giá ngày hôm nay như thế rất là ổn định rồi, rất là chúc mừng bà con rồi, rất là tốt các bạn ạ. Đấy, và mình nghĩ là một vài ngày tới thì giá sẽ còn lên cao hơn nữa nhé, bởi vì với lượng người mua rất là đông như thế này. Đấy, một nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn các anh chị ở trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.